rốt cuộc là sự đi xuống của đạo đức hay sự phai mờ của nhân tính. Người phụ nữ ném đứa bé mới vài tháng tuổi vào trong nồi nước sôi nóng hổi. Sau khi vụ án xảy ra dẫn đến sự bàn tán của toàn xã hội, ở tòa án, đối diện với sự chỉ trích của chồng và mẹ chồng, người phụ nữ tinh thần hoảng sợ này dường như không nghe thấy gì cả. Mà vào lúc bình thường, người chồng trước nay không bao giờ quản đứa bé, luôn nằm trên sofa chơi điện thoại, giống như đứa bé không có chút liên quan gì đến anh ta. Còn mẹ chồng chỉ biết một mực chỉ trách cách dạy con của cô ta, còn thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích. Đứa bé ngày nào cũng quấy khóc không ngừng, người chồng còn thậm chí không thèm mở mắt nhìn lấy một cái. Thời gian dài mệt mỏi và oán hận dẫn đến việc cô mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Ổn quá đi, bảo mày đừng khóc nữa mà. Hôm xảy ra vụ án, đứa bé khóc không ngừng. Người phụ nữ sợ bị chồng oán trách mới nhất thời mất kiểm soát, lựa chọn phương thức cực đoan. Mà Ilmer là một thành viên của đoàn bồi thẩm, cũng là một người mẹ. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao lại có người mưu hại con mình. Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều. Sau khi phiên tòa kết thúc còn chạy nhanh như bay tới nhà mẹ chồng đón con gái. Nhưng đứa con bình thường ngoan ngoãn lại bắt đầu giở trò, sống chết không chịu về nhà. Ilmer chuẩn bị nhẫn nại thuyết phục. Mẹ chồng lại chiều chuộng ôm con gái vào lòng. Đối mặt với sự phóng túng của mẹ chồng, Ilmer vô cùng bất lực. Cuối cùng chỉ đành để con gái ở lại đây một đêm, một mình trở về nhà. Nhưng đi được nửa đường, con gái liền quấy nhiễu không ngừng đòi về nhà. Cô lại vội vàng quay lại đón con gái. Cứ như vậy quay qua quay lại khiến cô không có thời gian mua đồ ăn nấu cơm, chỉ đành mua một vài món ăn chín về nhà. Sau khi bận rộn chuẩn bị xong bữa tối, còn phải lê thân xác mệt mỏi chào đón người chồng. Nhưng người chồng lại không ngừng chỉ trích cơm vợ nấu không ngon. Ilmer chỉ đành bất lực cúi thấp đầu. Sau khi xong việc, cô theo dõi tin tức của người phụ nữ trên internet, dư luận gần như đi xuống, ngày càng nhiều nguồn thông tin không đúng sự thật, nói người phụ nữ là một người ham vật chất hư vinh. Điều này khiến Ilmer trong lòng có một loại cảm giác không thể nói ra. Lần thẩm phán thứ hai bắt đầu, chồng của người phụ nữ nói: "Mình đã từng muốn giúp vợ chăm sóc con cái, nhưng cô ta lại cảm thấy đứa bé dậy thì chậm. Mẹ chồng sẽ chỉ trách cô nên liền từ chối, nhưng người chồng vẫn muốn thay cô giảm bớt áp lực, liền quyết định nghỉ 2 ngày giúp cô trông con." Sau đó người chồng bắt đầu sám hối: "Nếu như mình có thể sớm phát hiện ra điều lạ thường của vợ, có lẽ đã có thể ngăn chặn sự việc đau lòng xảy ra." Dáng vẻ tự trách của anh ta khiến nhân viên bồi thẩm có mặt đều tỏ vẻ cảm động, nhưng Ilmer nghe trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Cô nhìn dáng vẻ tiểu tụy của người phụ nữ, cô không tin thật sự có người mẹ độc ác như vậy. Phiên tòa kéo dài mãi đến tối mới kết thúc, cô lại đến nhà mẹ chồng đón con. Mẹ chồng làm xong cơm bảo Ilmer đem về nhà. Mỗi câu nói đều ngầm tỏ vẻ hiềm khích cô không chăm sóc tốt chồng con. Ilmer cũng chỉ đành nhịn. Trên đường về nhà, xách túi cơm nặng trịch đã đủ mệt, nhưng con gái còn hét đòi mẹ bế. Ilmer không muốn chiều hư con. Con gái lại trực tiếp ngồi xuống đất bắt đầu khóc lớn: "Mẹ biết rồi, vậy mẹ về nhà trước nhé." Sau đó cô nhanh chân trốn vào trong góc. Cô không muốn nuôi dưỡng thói quen xấu tùy hứng của con, liền chuẩn bị nhân cơ hội dạy cho con một bài học, lén nhìn hành động của con gái, tưởng tượng con gái sẽ ngoan ngoãn đuổi theo mình. Nhưng điều khiến cô không ngờ là người chồng về nhà đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy con gái một mình ngồi giữa đường. Ilmer vội vàng đi đến giải thích, nhưng người chồng một chút cũng không lọt tai. Sau khi về nhà liền mắng Ilmer một trận: "Cô có biết không, cô để con một mình trên đường không quan tâm, đây là ngược đãi trẻ con." Ngược đãi. Đợi một chút, sự việc thật sự không hề nghiêm trọng như vậy. Công việc hôm nay đã khiến tôi đủ mệt mỏi rồi. Cô không phải làm trong đoàn bồi thẩm sao? Đừng nói làm như có nhiệm vụ gì quan trọng lắm vậy. Nếu đã mệt như vậy, tại sao không rút đi? Cô không thể cân bằng được cả hai bên, vì thế tôi mới bảo cô đừng miễn cưỡng bản thân. Ilmer trong lòng ôm khổ. Cô không hiểu tại sao chồng không nghe cô giải thích, trực tiếp hạ thấp giá trị của cô. Thậm chí còn gọi điện cho mẹ chồng, hy vọng mẹ chồng có thể giúp đỡ trông con, nói Ilmer bây giờ giống như bị bệnh thần kinh. Ngày hôm sau, con gái ném thức ăn không muốn ăn xuống dưới đất. Cho dù Ilmer có dạy dỗ thế nào, con gái vẫn không chịu nghe. Nhưng đợi khi người chồng vừa đến, con gái lại ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế trong mắt người chồng, Ilmer chỉ biết hà khắc với con, thậm chí còn có một chút mẫn cảm thần kinh. Sự không tin tưởng của chồng và áp lực gia đình khiến cô toàn thân mệt mỏi. Nhưng cô không từ bỏ công việc nhân viên bồi thẩm, bởi vì cô muốn trở về xã hội. Mà lúc này vụ án cũng chìm vào rắc rối. Mẹ chồng của người phụ nữ nói, con dâu căn bản không biết chăm con, bà muốn giúp đỡ lại bị con dâu hiềm khích. Bà mới nói hai câu, con dâu đã liền phẫn nộ đùng đùng. Luật sư bị cáo lại nói sự thật không phải như vậy. Mẹ chồng mặc dù đến nhà giúp trông đứa bé, nhưng luôn châm chọc khiêu khích, nói cô không làm nổi một người mẹ tốt. Còn quái gở nói, chính là bởi vì lượng sữa của cô không đủ sức mình dẫn đến đứa bé chậm lớn. Hai bên mỗi người một ý. Sau khi phiên tòa kết thúc, như thường lệ đến nhà mẹ chồng đón con. Vừa vào nhà, mẹ chồng liền đưa cho cô quyển sách dạy nấu ăn, bởi vì người chồng trách cô thời gian làm cơm quá lâu, muốn ăn cơm lúc nào cũng phải đợi rất lâu. Ilmer vừa định giải thích, con gái ngồi trên bàn lại bắt đầu ném thức ăn xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống dọn dẹp và bảo con gái không được lãng phí thức ăn, nhưng mẹ chồng lại nói không sao. Dừng tay lại. Không sao, không sao, không ăn thì phải nói, chứ không phải là ném đồ ăn. À,
Arika. Sau khi về nhà, con gái quấn lấy cô nói mình đói rồi, bụng của con đói rồi. Con ghét mẹ. Arika, đủ rồi. Ai bỏ mẹ? Mẹ cũng cảm thấy có lỗi, chúng ta làm hòa đi. Không phải là do Arika hư sao? Đã nói với con không được nghịch đồ ăn rồi mà. Tại vì... Được rồi. Ilmer kiềm chế sự tức giận, dùng món ăn ngon miệng làm no bụng con gái. Vì để giải tỏa áp lực, Ilmer uống một chút bia. Từ sau khi tham gia phiên tòa, áp lực của cô ngày càng lớn. Dường như mỗi lần thẩm phán đều giống như mình. Luôn cảm thấy mình sắp rơi vào tình cảnh đó giống như người phụ nữ kia. Điều này khiến cô ngày càng bất an, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu.